Chào các bạn ơi, hôm nay em mình cho một ký cá mòm các bạn. Cá mòm là một cái loại cá nhỏ nhất, nó nhỏ hơn con cá cơm nhưng mà nó mềm lắm. Mình lấy ra phân nửa theo yêu cầu của con trai mình, nó thích ăn chiên bột như vậy. Thì mình biến tấu thêm, mình bỏ khoai lang, củ hành vô, cá và một cái trứng nha, bột chiên giòn nửa bịch. Rồi mình làm nên một món ăn. Món ăn này có thể ăn vặt cũng được, ăn thay cơm cũng được. Các bạn có thể chấm với tương cà, tương ớt ăn cũng được, hoặc là chấm với rau sống, cuốn rau sống ăn với lại nước mắm chua ngọt cũng được nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta cùng vào bếp thôi. Các bạn ơi, hôm nay có con trai về, cô Út ghé cho cá này nè các bạn. Các bạn có biết con cá gì không? Con cá này là con cá mòm, nó sống ở nước lợ nha. Nó nhỏ hơn cái con ruốc nhưng mà nó là thịt nhiều. Bây giờ mình để ra một ít mình chiên cho con trai mình ăn. Đây là bột chiên giòn, đây là cái trứng. Còn trong cá này thì mình có ướp nửa muỗng bột nêm, nửa muỗng tiêu và nửa muỗng nước mắm. Ở bên đây thì mình có củ hành nè, củ hành tím, khoai lang. Ướp vô nha các bạn cho nó ngon, mình chiên cho nó ngon. Rồi bên đây là hành lá. Hành lá mình sẽ sắc nhuyễn, mình bỏ vô cho nó thơm. Bây giờ cái trứng mình đập vô đây luôn. Bột chiên giòn nha. Bột chiên giòn mình sẽ làm phân nửa bịch bột thôi, không làm nhiều. Mình không có làm dụng bột nha các bạn, tại mình sợ tinh bột. Cái này là 150g. Làm phân nửa ha. Rồi sắc hành lá bỏ vô, trộn lên. Bên đây là hành lá nè. Cho nó thơm nha các bạn. Mình cho tiêu với bột nêm rồi đó. Có hành lá thì mình chiên nó thơm lắm. Rồi mình bỏ vô đây ha. Bắt đầu mình trộn lên nè. Mình lấy đũa mình trộn. Các bạn trộn lên nha. Trộn lên một lát á, khoai lang nó sẽ ra nước luôn á, khỏi đổ nước. Trứng bột mình hòa quyện với cá. Rồi mình đem mình chiên thôi. Các bạn có thể ăn với cơm hoặc ăn với rau sống cũng được. Ăn với tương ớt cũng được, nhưng mà hôm nay chắc con mình ăn với cơm. Cái trứng mình đập vô đây rồi đó nha các bạn. Trộn lên. Trộn lên nha. Trộn cho đều lên. Để một chút xíu sau là mình chiên. Cá này nó quá nhỏ các bạn. Mình trộn lên thì nó cũng đã nát theo khoai lang hết rồi nè. Nhưng mà mình không có đổ nước, đổ nước lát khó chiên lắm, nó không giòn. Mình trộn lên như vậy, lát mình dít mình để vô mình chiên nha. Cá này nó nhuyễn, mà nó nhuyễn xương, ăn nhiều canxi lắm. Như đây thì cậu ăn đủ rồi. Bắt đầu chiên nha. Bắt chảo dầu lên để vô chiên nha các bạn. Cá mòm ở xứ các bạn, con cá này không biết gọi là cá gì nhưng mà ở xứ mình gọi là cá mòm. Hồi xưa mẹ chồng mình nuôi đầy con ăn, học cũng nhờ cá này. Mỗi sáng á, lấy một cái mùng, cái xịt bằng mùng nha các bạn, mai bằng giải mùng, đi xuống dòng sông sau hè nước ròng đó, đi te cá mòm về nấu canh chua lá me vậy đó mà ăn. Đi học qua tú tài hết các bạn. Hồi xưa mà có tú tài là quý lắm. Giờ mẹ già rồi, không làm nổi nữa. Đi bắt từng con cua, con còng.
để mà nuôi bầy con đi học. Trong quê đâu có nghề gì, chỉ có ruộng rồi các bạn. Rồi ruộng thì đám này nối liền với đám kia vậy đó, mạnh ai nấy đi tìm đi bắt rồi về kho cho con ăn, có cái ăn đi học. Bây giờ đâu có cái cảnh đó, giờ tìm lại cảnh đó không có ra luôn á. Cá này nó đạm mà nó canxi dữ lắm nha các bạn. Nó vàng rồi mình vớt ra đây nha các bạn, rất là ngon luôn. Vàng dữ lắm các bạn ơi. Tại vì ở trong tối mình thấy nó hơi màu, nó hơi xỉn vậy chứ. Nó vàng là vừa ăn lắm. Lần đầu các bạn mới thấy món này phải không? Cá mòn chiên bột, có khoai lang, ăn rất ngon, ăn với tương ớt tương cà hoặc ăn với rau sống nha, ăn kiểu gì cũng được, chấm với nước mắm chua ngọt. Đây là mình làm theo lời đề nghị của con trai mình nè, làm theo yêu cầu của con trai. Có những thứ mình ăn không có được nhưng phải làm đó các bạn ơi.